này mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó là marketing online thì nên bắt đầu từ đâu. Và theo nhận định của riêng mình, các bạn hãy tập tìm hiểu về marketing online, đó là từ trang cá nhân Facebook. Bởi vì sao chúng ta lại lựa chọn trang cá nhân Facebook? Bởi vì đây là bước đơn giản, cơ bản nhất để các bạn tìm hiểu rõ hơn và bàn đạp để các bạn hiểu rõ hơn, đó là về marketing online là gì và những việc cần làm từ marketing online. Và khi có một cái trang cá nhân Facebook rồi thì các bạn phải trải qua 3 bước. Bước đầu tiên đó là giai đoạn chụp hình và quay video sản phẩm. Và đối với loại hình chụp hình và quay video này thì các bạn hãy lựa chọn cho mình, đó là một góc quay nơi có ánh sáng để chúng ta có thể chụp hình và để test những âm thanh khi chúng ta quay video review sản phẩm. Và sau khi chúng ta đã test chụp hình và quay video sản phẩm thì bước thứ hai chúng ta hãy sang, đó là cách đăng lên và ghi những nội dung về sản phẩm, dịch vụ, giới thiệu hoặc review sản phẩm ở trên trang cá nhân của chúng ta. Và sau khi hoàn thành bước thứ hai, chúng ta đã đăng được bài rồi, thì bước cơ bản thứ ba đó là chúng ta tập livestream sản phẩm. Và hình thức này không có gì là xa lạ nữa, và hình thức này tuy là đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, giúp chúng ta bán hàng rất là tốt để chúng ta có thể luyện được cái âm thanh, những hình ảnh của chúng ta khi lên hình là như thế nào, có thể đánh giá được những giọng nói, âm tần của chúng ta, tập những cơ mặt chẳng hạn. Đó là cách cơ bản để chúng ta tiếp cận khách hàng, và chỉ cần ba hình thức đơn giản đó thôi, đó là chụp hình, đăng bài và livestream, thì các bạn đó là đã tiếp cận được một phần nào đó là bàn đạp để các bạn hiểu rõ hơn về marketing online thì chúng ta cần làm những điều gì. Và để nắm rõ hơn những quy trình làm thì các bạn hãy chờ đón một video kế tiếp, đó là quy trình làm marketing online. Học viện MOA, cảm ơn các bạn.